Xin chào cả nhà, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Metro Money. Lâu lắm rồi hôm nay mình mới lại đi đến khu vực này. Ở đây thì bên tay phải của mình là sân đá banh, còn bên tay trái là dòng sông Donau. Dọc dòng sông Donau thì có rất nhiều chỗ mọc cải son, mọc rất là tốt. Và lần trước khi mà mình đến đây với Châu, hai mẹ con mình đi xuống dưới thì thấy cải son nó mọc tí 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 rất là nhiều. Và từ hôm đó tới nay thì mình chưa có xem là nó có mọc lớn hay chưa. Đó thì hôm nay mình đi tới đây xong rồi mình tìm cách mình lội xuống xem là có mọc nhiều hay chưa. Bởi vì tháng này nếu như mà chỗ nào mọc cải son thì nó cũng còn non đó, cho nên là mình cũng hái ăn được. Hôm nay thì lá thu rơi rụng rất là nhiều, rơi một lớp rất là dày luôn nè cả nhà. Cây cối thì trụi lá hết rồi. Sara của mình thì nó cũng thích mò đá dưới sông á, mà lâu rồi thì mình không có cho nó đi mò đá, cho nên là hôm nay cũng cho nó xuống đây để cho nó mò đá. Mình thấy ở dưới mé sông kia có rất nhiều cải son, mình đi xuống đó xem có đi được không nha cả nhà. Ở đây là một cái bờ cỏ mùa hè rất là tùm, còn bây giờ mùa thu thì cỏ chết rồi đó, cho nên là mình đi xuống được nè. Ở đây cũng có dấu chân người đi xuống. Hôm nay nước dâng cao cho nên là cái chỗ mà đi qua thì nó ngập nước một chút. Mình đi dọc dọc đây mình tìm xem là có chỗ nào có cái bờ đi qua hay không. Wow, tới khúc này rậm rạp quá. Đi tiếp thấy rậm rạp quá cho nên là mình quay trở lại. Để mình xem có thể phóng qua mương được không nha cả nhà. Tại vì mình không có muốn bị ướt chân. Chỗ này coi ha. Wow, rộng quá. Ở đây phóng qua là ướt luôn. Hay sao ạ? Đó, hôm nay trời lạnh, hôm nay ra đường chỉ có 0 độ thôi. Lạnh cống. Rồi mình xuống đây coi. Lội qua đây là ướt. Nhưng mà bên kia thấy xà lách son, cải son xanh mướt đó cả nhà. Lội đại qua ha. Ở đây có một bụi cải son, nhưng mà cái này cũng khá là già rồi nè, tại vì nó mọc ở trên cạn á. Cái đoạn sông này hôm trước mình đi đến đây thì thấy rất là nhiều cải son, nhưng mà chắc là do nước lớn thế là nó cuốn đi hết á. Cái khúc cây này không biết sao nó lại nằm ngang đây nè cả nhà, không biết là nó trôi từ đâu á. Đó, nó trôi, nó nằm vắt lên cái cây kia. Ở đây thì mình không có thấy cái gốc của nó, thì nó trôi từ cái khúc nào đó. Đó, hôm trước nước cạn thì những cái đoạn phía trước kia rất nhiều cải son. Các cả nhà nhìn thấy là những cái chỗ mình không có bị ngập nước ấy, là đều có cải son ha. Cái cây này thì người ta cưa nhưng mà không biết sao nó người ta lại để cho nó trôi tới đây luôn nè. Ở cái khúc kia nếu mà không vướng cái cây ấy, thì mình làm cái cây cầu mình đi qua được ha. Nhưng mà nó vướng cái cây đó là mình không có đi qua được. Có những đoạn thì cỏ nó tùm mình không có lội xuống được.
Hôm nay đến đây chủ yếu để cho Sarah tắm sông và mò đá. Cái này thì Sarah nó rất là thích. Mỗi khi mà mình ném đá xuống sông cho nó mò, nó tìm thì nó thích lắm, nó không có muốn về. Và Sarah thì chỉ có khi nào mà mình ném cái cục đá thật to thì nó mới mò, còn ném cục nhỏ là nó không có mò. Lát nữa mình quay sát lại cho mọi người xem khi mà nó lặn xuống nó mò, nhìn rất là mắc cười. Đó, cái xong thì mình có thể nhổ cà rễ như thế này về mình trồng. Để hôm nào mà chuyển nhà xong đó thì mình sẽ nhổ một ít về mình trồng thủy canh. Cách mà Sarah muốn mò cái cục đá mà mình ném xuống á, thì nó sẽ dùng hai cái chân nó dậm xuống, hai cái chân trước của nó đó. Nó dậm, khi nào mà nó dậm thấy cái cục đá đó thì nó sẽ lặn xuống. Nó gấp cái cục đá đó lên và nó đem lên bờ. Thì cũng có khi nó mò đúng cái cục đá mà mình ném xuống, cũng có khi thì nó mò sai. Thì mình thấy đa số là nó cứ tìm thấy cục đá nào to nhất thì nó sẽ lượn lên. Nhưng mà khi mà mình ném xuống thì nó cũng xem là mình ném xuống chỗ nào thì nó ra chỗ đó để nó mò. Cũng có khi nó lặn được khá lâu. Sarah nó chỉ xuống chỗ nào ở nước cạn mà nó có thể đứng được. Còn nếu như nó nhìn thấy chỗ nào mà nước sâu thì nó sẽ không xuống. Bởi vì nó rất sợ nước sâu, nó rất sợ bơi. Cũng có bạn hỏi mình ở Đức nuôi chó thì phải đóng những khoản phí nào. Thì mình nuôi chó là mình phải đăng ký để đóng thuế. Mỗi một năm thì đóng thuế hình như là có mấy chục euro thôi, hình như là 50 euro. Và mình đóng bảo hiểm cho Sarah mỗi năm cũng 50 euro. Bảo hiểm này không phải là bảo hiểm y tế, mà bảo hiểm ví dụ như là nó chạy mà lỡ mà nó va chạm vào ai, hoặc là nó cắn ai, hoặc là nó làm hư cái gì của ai thì bảo hiểm sẽ bồi thường cho người ta. Hoặc là lỡ mà nó chạy ra đường mà nó làm hư xe hay gì đó thì bảo hiểm sẽ bồi thường. Còn mỗi lần mà mình đi bác sĩ thú y á, mình cho nó đi bác sĩ khám thì mình sẽ phải trả tiền mỗi lần khám khoảng từ 30 đến 50 euro tùy theo khám cái gì đó. Và thuốc dành cho nó cũng khá là mắc. Giống như là một lần nó bị viêm tay giữa đó thì mình đi khám và mua thuốc cho nó là hết tới 400 euro, tức là hết khoảng 10 triệu đồng á. Còn thức ăn thì tùy theo mình mua thức ăn gì cho nó. Cũng có những thức ăn rất là rẻ và cũng có thức ăn rất là mắc. Thì tùy theo nếu như mình thích cho nó ăn thức ăn gì thì mình mua mắc hay rẻ. Sarah nhà mình thì nó ăn khá là nhiều, thì mình cứ phải thay đổi thường xuyên cái thức ăn của nó đó. Tại vì nó cũng nhìn nó mập như vậy nhưng mà nó kén ăn. Cái thức ăn nào mà nó ăn một thời gian đó mà nó không thích nữa là nhất quyết nó không ăn. Mình có đổ đầy ra tô nó cũng không ăn. Đó cho nên là mình cứ phải thay đổi á. Ví dụ như là 2 tuần mình mua một cái loại thức ăn này và 2 tuần sau nữa thì mình lại mua loại thức ăn khác. Hoặc là khi mà mình nấu cho nó thì chẳng hạn như là mình chỉ cho thịt vào mình luộc lên, hoặc là mình luộc xong rồi mình cho thêm mì hoặc là cho thêm cái gì đó, nhưng mà mình không cho muối, không cho gì hết. Nó không có ăn thức ăn chung với thức ăn của mình. Tại vì cái thức ăn mà mình nấu đó thì nó có mắm muối, và mắm muối thì nó không có tốt cho chó. Có đường nữa, và đường thì nó cũng không có tốt cho chó. Cho nên là khi mà mình nấu cho nó cái gì đó thì mình không có nêm bất cứ cái gì hết. Thịt thì bao giờ nó cũng ăn.
thịt thì nó rất là thích ăn, cho nên là ví dụ như là cái thức ăn khô đó mà nó không thích thì mình luộc thịt lên xong rồi mình cắt nhỏ ra, mình đổ nguyên cái thịt với cái nước vào trộn trong cái thức ăn đó thì nó sẽ ăn. Cái mà hả? Cái nào hấu xí? Nãy giờ Sarah lặn ngụp khá lâu rồi và bây giờ tay mình cũng đã rất là lạnh, cho nên là mình sẽ đi về nhà. Mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.